Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Vào ngày 11 tháng 9 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 10 triệu token Ba Lan này các bạn. Thì bạn nào có tham gia dự án thì vào chat chí coi token mình đã phân phối cho nhiều bạn. Hiện tại dự án đã phân phối cho rất là nhiều bạn trước các bạn. Còn bạn nào chưa phân phối thì cố gắng đợi nha các bạn. Thì để chat chí được thì bạn mở địa chỉ chút product mình ra nè. Bạn nhấp vào qua gạch cùng nè các bạn. Các bạn bấm thêm mà tìm kiếm các bạn, rồi bạn thêm tự động token mã hóa nè. Các bạn dán con sắt cho bằng link mô tả của mình vô thì nó sẽ hiện ra số thật phần tên ký hiệu đầy đủ, bạn bấm làm xong nha bạn. Sau đó thì bạn bấm làm xong thì token nó sẽ hiện ra trên giấy chút product của các bạn nha bạn. Sau đó các bạn vào một tab, các bạn vào sàn Bankeswap bán xã nha bạn. Mình về được 35 triệu các bạn. Rồi các bạn chọn một này nè các bạn. Các bạn dán con sắt nó vào nha các bạn. Không biết có sai được hay là không nữa. Rồi các bạn bấm unbox nha các bạn. Mình đã về được 35 triệu token nữa. Rồi bạn chọn mắt nha các bạn. Mình được 0.006 BDB cũng khoảng 2 đô mấy các bạn. Cũng ngon các bạn. Hiện tại mình không biết có xả hay là không ta. Đây các bạn, mình xả luôn nha các bạn. Đây nó sập. Rồi các bạn bấm chấp thuận nha các bạn. Rồi sau đó bạn bấm swap nữa. Rồi bạn bấm vào confirm swap nha các bạn. Ok, xả không được. Các bạn chỉnh phía trước lên chút nha các bạn. Chỉnh phía trước lên khoảng 15 đi các bạn. 15 là vừa. Là vừa đó các bạn. Rồi bấm confirm swap nữa. Rồi các bạn bấm chấp thuận nha các bạn. Rồi chờ nó xác nhận chắc chút xíu các bạn. Rồi ok, mình đã xả được đó nha các bạn. Nay mình có 14 đô nữa. Rồi đã lên về 2 đô mấy nè các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn xả con Samba này đến kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo nha.